Oh, yeah.
canh hát vạn mà người ơi người ở. Chẳng đặng lòng khi phải kẻ vắt người nam, đôi câu dã bạn ngập ngừng, người ơi ở lại xin đừng quên em. Bao giờ câu hát say thêm, bao giờ đến hẹn lại lên ơi người. Người về em dặn người rằng, đâu hơn thì kết, nếu bằng thì về với chúng em. Người về em nhắn tái hồi, đã yêu nhau xin chớ đứng ngồi với ai. Trước khi câu hát giã biệt, xin được thay mặt tất cả các liền anh liền chị của câu lạc bộ quan họ 8 triều đại vua nhà Lý, xin được gửi tới các anh, các chị, các bạn trai, bạn gái lời kính chúc sức khỏe, vạn sự như ý, thượng lộ bình an và hẹn ngày gặp lại. Nỡ ra trong cuộc đón tiếp này có điều gì mà chưa được chu đáo, bằng lòng ưng ý, mong các anh các chị hãy đại xá cho quan họ, xin đến hẹn lại lên và hẹn ngày gặp lại. Người ơi người ở đừng về. Khép lại chương trình biểu diễn hôm nay.
đều mô phỏng theo cái bức tượng này. Và theo cái truyền thuyết thì bức tượng này được tạc dưới thời của nhà Lý. Và người ta nói rằng những cái người mà tạo nên cái bức tượng này không phải là các nghệ nhân ở Việt Nam, mà chính là những nghệ nhân mà được. Còn bức rẽ thứ hai nữa, đấy là bức chính giữa, đấy chính là Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Hai bên thì có các vị nghĩa là bức Phật Thích Ca sơ sinh. Chuyện kể rằng khi Thích Ca sinh ra, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, mà nói rằng thiên thượng địa.